Ngang cái này là đuôi bò hả? Không, cái thịt bê đó, bê bó vô rồi luộc. Nó có vừa có gân, có da, nó mỡ. Wow, yeah. Rồi bây giờ đây là món bê hấp cuốn bánh tráng. Rồi giờ động tác đầu tiên là cắt chỉ. Cắt này là tới chiều. Lấy cái đường khác dẫn dẫn chỉ trắng này đâu em có vậy? Rồi bây giờ đổi đầu bếp khác nữa. Trời ơi, quay cục thịt chóng mặt luôn. Tiết mục quay cái này cũng mỏi tay nha. Nhét cái gì vậy? Quấn rồi. Tại sao phải quấn vậy ta? Cho thịt không bị rớt nữa. Rồi xong. Cắt ra. Thôi. Cắt thịt này đi. Thôi. Nhìn đi. Có nguồn nóng. Nhưng mà ngon. Thơm quá. Các bạn cái dao này nó nhỏ quá. Nóng. Ăn hơn rượu rượu bớt ra hay cắt. Ăn rồi hãy cắt nữa nha. Nóng. Nhìn cái này cho nó nguội đi. Bê nha. Tặng cái gì một luộc. Luộc nó cũng không có lâu lắm, khoảng 30 phút. Thịt bò là lâu lắm mới mềm được. Thịt bò là 30 giây nha. Đó là cái bì á. Đúng là cắt. Cái kia qua cắt rồi. Về ráp đi đâu. Công phu. Đây là một dĩa bê hấp. Rồi, một dĩa rau thơm. 4. Cái này là nước chấm mắm nêm. Mấy cái dĩa giống gì nè? Thơm. Để lâu. Nhà đôi ba đây là mắm nêm. Hai cái dĩa. Bánh chén hai lại luôn. Đó, lại tròn, lại vuông. Rồi đó. Cái nước này. Đây. Nước đào đây. Có phải trái đào không? Thì mà cây á. Cây đào á. Thôi đi. Ít khui không? Quanh vậy nè. Xong rồi mở cái nắp này lên nè. Ngon nha. Chưa mở cái sắt mà. Mày bắn sao rớt thằng lằn xuống đây. À đông mở đây nè. Giữ. Giữ này rồi. Khởi động mùa hè. Khởi động là cái. Ngoài nắng. Con rung quá. Một tay con mở, một tay con dựng cái chai. Không, này dịch đi được rồi. Đâu cái gì đúng. Quay làm với phim hài anh Lâm Bê Róc vậy. Anh Lâm Bê Róc vô rừng uống quá trời không. Rồi lấy cái tay cái đẩy
Lấy cái tay cái đẩy. Bum! Đừng lấy cái tay này đẩy. Đẩy cái gì mà được mà đẩy không biết nữa. Thì để lâu lắm không có đẩy được. Mở. Mình nó dính cái đó. Lên được 3 phân rồi. Rút ra con, rút ra gái. Nè, chết rồi. Nổ. Nổ. Trời ơi, mẹ này, này giống cục cứt rồi. Nó lên rồi, nó mới làm cái bụng. Đơn, 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 đơn. Oh, vồ tay, vồ tay. Đây, mẹ đây, nước táo. Nước đào. Ít thôi được. Bỏ cục đá vô. Bị sắn cái chai này giống như trong nhà hàng vậy đó. Nó không có bị nhiễu. Sắn vậy nè. Đây, vô miếng rồi. Vô. Chúc mừng món mới. Để nó xâm văn rồi. Vô. Coi đúng mức đạo. Ừ. Ừ, ngon quá. Rồi thử cái này coi. Ở vô. Coi cái này quấn sao không? Rào phải không? Ok. Coi cái quấn đầu tiên cái coi. Bị sâu ăn à. Không có thuốc gì sâu. Miếng đậu thơm hết chứ. Miếng đậu thơm hả? Rồi. Miếng dưa leo gì không? Dưa leo đâu không thấy, thôi chắc qua đi. Bóc miếng thịt đi. Ừ, đây là hai miếng thịt bê. Nhưng mà thôi. Một miếng nhỏ. Đây. Sau đó cùng là gấp lại. Này bê năm sánh luôn á hả? Chính xác. Đây. Rồi, chấm với gì? Chấm với nước sốt gia truyền. Ba đời nhà làm nước sốt đúng không? Đúng rồi. Thấy sao? Ngon, có một phần ngon. Không bày diễn tải gì hết. Ăn cái thử rồi. Cũng quấn luôn hả? Ăn kiểu gì cả bà. Không biết đâu. Anh lo rồi. Dâu bà được. Rồi gái. Cái ăn kiểu gì vậy? Không. Ủa, ăn thử rồi. Rau cuốn được. Ừ. Rau cuốn rồi. Còn không chấm luôn. Đúng rồi. Không chấm luôn. Chấm luôn thịt bò. Ngon không? Ừ. Okay. Lâu quá phải muốn bún. Ăn cơm. Không quấn ha.